Hello các bạn, sáng nay mình sẽ dẫn các bạn nhỏ nhà mình đi bơi. Chi hôm nay cũng thích bơi rồi cho nên là mỗi tuần sẽ dẫn Chi đi bơi một ngày nha cô chú. Hello. Hi. Chi hello cô chú ơi. Ôi Chi hello cô chú nè, nói cô chú nghe Chi đi đâu đây? Where you going? Trời ơi Chi, nãy nó mới bị ba la đó cô chú cho nên là bây giờ nó không được vui kìa, nó giận mẹ luôn. Nó giận ba xong giận mẹ luôn. Chi. Chi giận mẹ hả? Có không? Mà Chi say hello cô chú rồi. Trời ơi. Coi mặt giận kìa cô chú. Mặt giận đưa coi mặt giận kìa. Mặt giận ơi. Chi, where are we going today? Mặt giận. Trời ơi mặt giận. Đúng không? Ok, con nói xin chào cô chú ơi. Giờ là không đi bơi luôn, đi về luôn. Trời ơi, mặt quạo. Dạo này hay giận hờn lắm nha. Ừ, mặt trăng á hả? Giờ chỉ thấy nó mặt trăng nè cô chú. Mùa thu rồi cho nên là lá cây nó đổi màu à. Khoảng một tháng nữa thì lá nó mới đỏ nhiều các bạn. Bây giờ thì vẫn còn xanh nhiều. Can't be able to live both well again. Mum's still sick. Oh really? Mum feel better? Probably next week. Yeah. Giờ chị vui rồi hả? Chị hết giận rồi hả? Chị, giờ chị nói xin chào cô chú rồi. Xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Cái gì vậy nói vậy? Xin chào ông ngoại. Xin chào ông ngoại. Ờ cái mặt nó xạo kìa. Bây giờ nó hết giận cái nó còn quê quê á, cái mặt xạo. Làm gì vậy? Ôi. Hay quá, chị giỏi quá. L O M N O E, not P. You said E, not P. Ở chơi chơi với Cameron chơi rock play và suy sụp chiêu coi. Chị chơi robot đi. Chị theo Cameron the robot quá đúng không? Chị play the robot. Ờ rồi cô bà đứng im luôn kìa. Chị đứng im rồi cô chú ơi. Robot hết pin nè, hắn robot. Hết pin nè chị. Robot no battery now. Put the battery in Cameron. Beep. Turn on. Turn on. Battery. Turn on. Battery's out. Switch off. Shut down. Hello. This is where we went last week. Is that where we're going? No, that's where we went last week.
Đã tới nơi rồi nè mọi người. Tới rồi. Chị ơi đi bơi thôi. Let's go. Ôi. Chị đi chơi. Hồi nãy giờ chị hai anh em nó ngồi trên xe quậy quá trời luôn á cô chú. Đây là cái hồ bơi trong đó. Bây giờ mình sẽ đi vô đó bơi nha các bạn. Ở trong hồ bơi thì không có được quay phim, cho nên là một chút nữa cho mấy đứa nhỏ bơi xong rồi đi ra ngoài mình sẽ quay tiếp nha. Bây giờ sẽ mua McDonald's ăn nha mọi người. Đi bơi xong rồi bây giờ khoảng 1 giờ mấy trưa rồi đó. Các bạn nhỏ cũng rất là đói luôn. Bây giờ sẽ mua đồ ăn trưa. Chị muốn ăn cái gì? Chị ăn cái gì? Chip. Chip cái gì nữa? Chicken nugget. No, bacon. Gì bacon? Chị ăn giỏi quá trời luôn, sắp hết nè cô chú. À, con ăn đi. Nãy hai mẹ con ngồi vẽ. Ăn hết xong chưa? Không. Chị đói bụng dữ lắm hả? Chị ăn hết trơn luôn á. Không. Còn trong đây có cái gì trong đây nữa nè? Đồ chơi nữa nè. Rồi con mở ra coi gì á. Để lên bàn để gớt đất á con. Để lên bàn đi. What is it? Let Cameron open it, huh? Wow, what's that baby? Look at the cock. I'm gonna play with it, ma. Rồi chị đóng rồi đi. Cái hộp đẹp quá. Cái hộp đó về đựng tiền được á. Đựng tiền xu á. It's mine. Sao rồi chị đi. You want some more? Or do you want some chips? No, I'm full. Can we go after chips? Well, chị muốn đi công viên cho nên sẽ cho chị đi công viên một chút xíu rồi về nha cô chú. Sẵn trên đường đi bơi nè, ăn uống xong rồi đi công viên một chút rồi đi về. Để cho hai anh đi về nhà nữa. Chút nữa 5 giờ là hai anh đi về rồi. Chị làm gì vậy con? Chị. Ê trời 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 trời. Broccoli. And what? I think it's tomato.